Ôi giời ơi. Đấy, giờ đây là ho rồi. Có mùa này thôi. Con Thúy mà nằm tối nó thở bằng mồm không mà. Thì ta đã có rồi ho nữa. Mấy bữa rồi đã được vậy. Con 11 con rồi. 11 con đấy chắc phải mất mẹ từ 2 cân rồi. Cá này 1 con mất cân dễ. Không, 2 cân đấy. Có 2 cân thì cũng phải cân 8 rồi chứ. Cá ruột nó phải được 2 lạng con. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh con à? Con cá phi về nó cứ ba bốn lạng. Ủa? Không, nó gầy. Ừ, nó gầy. Nó mà nó màu béo ba bốn lạng. Chờ tí mua đi. Dạ. Đi, đi, tôi có đi cho mày lại. Tôi xin shipper ta. Cái gì nó rồi. Phải đăng trăm nó. Con mẹ nó lấy rồi, con lấy đi. Làm cả buổi không xong cá. Đây luôn này đấy. Đây mà. Thì sống quen thì có một thằng ấy đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà yên nó ship hàng, bọn ship hàng nó ship theo số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Thu. Mấy thằng con nhà à Hàng Thơ chứ con nhà Hàng Thơ. Không có nó hay ship theo số đó. Con nhà Kim Thông. Nhà Tính con nhà Kim Thông cũng đi ship mà con nhà Tính cũng ship. Con nhà Tính nó không làm cơ khí nó bị nó. Cái thằng nào bán thằng Giàn hay thằng nào chú quá thằng Giàn đấy cũng đi ship hết. Thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổ bạch bạch bạch. Nó là thằng chú từ này nó gặp học hai người chỗ. Thằng xe bát nó, thằng xe bát là trưởng đội cơ khí. Đẳng cấp bằng hà. Bảo không thấy ai nhà hết cho bà luôn rồi chứ thêm mấy tiền quên mối quên quên mày không
quen không cần lấy tiền. Quen quá đi không cần lấy tiền. Cái nhà hai người nhận một shipper. Biết thằng tóc à? Ai biết vậy, anh đặt hàng gì TikTok à? Ừ. TikTok là vào gió hàng mua. Tích nào thì nó cũng quy về mối. Không không, TikTok gì hết. Đây là mã nó đây chứ. Bây giờ TikTok gì mà mình bơ bi đi, bơ là về đây ho rồi. Ô, mùa này ho. Con Thúy mà nằm tối chắc thở một mồm không ấy mà. Thì thà đã có rồi ho nữa. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh con à? Bốn cá phi về nó cứ ba bốn lạng. Ủa? Không, nó gầy. Ừ, nó gầy. Nó mà nó một léo ba bốn lạng. Con là cầu, cầu đi chào, đi chào, đi mấy con gà, con khai này nó giỏi nha, mình chăn rồi mà nó ăn mấy ba lạng nha. Nó giỏi nhảy lắm. Hai con. Đi. Chờ tí bố đi. Đi đi, tôi có đi cho mày lại. Xin shipper ta. Đi nó rồi. Phải đăng năm nữa. Ông mẹ vừa một bộ đồ nghề bữa lấy ba chiếc lưới xong rồi lúc sau lại tiếp tục về lấy tiếp một bộ bỏ đấy không bán nhà đâu lại mua đi em nói tiếp lúc sau lại thấy có người đẹp lúc sau lại tiếp tục cái đi bộ cà lê mới lết 600 mấy ấy. Ừ. Ừ. Thái bị đổ nó có giá thì giống thì mua đồ giống nó rẻ tiền mà nó đâu làm không thì không được cái mua ở ngoài thì nó thực tế thôi làm cả buổi không xong cá. Đây luôn này đấy. Đây mà. Mẹ thì sống quen thì có thằng ấy đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà yên nó ship hàng bọn ship hàng ship cho số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Thu. Ừ, thằng con nhà à Hunter chứ con nhà Hunter. Không có nó hay ship theo số đó. Con nhà Minh Thông. Ừ.
cái thằng nào bán thằng dàn hay thằng nào chú quá thằng dàn đấy cũng đi ship đấy. Thằng mà trước mà chạy xe mà cứ nổ bạch bạch bạch. Nó là cái bằng hà vào không thấy ai nhà hết cái bàn luôn rồi chứ thêm mấy tiền quên mối quên quên không quên không cần lấy tiền quên quá đi không cần lấy tiền cái nhà hai người nhận một shipper bên thằng tóc à ai biết vậy anh đặt hàng gì TikTok à TikTok là vào gió hàng mua tích nào thì nó quy về mối không không tăng TikTok gì hết mở nó đi chứ. Bây giờ tóc đi còn bơ bơ là mẹ đấy ho rồi. Có mùa này ho. Con Thúy mà nằm tối chắc thở một mồm không mà. Thịt thà đã có rồi ho. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh con à? Con cá phi về nó cứ 3-4 lạng. Ủa? Không, nó gầy. Ừ, nó gầy. Nó mà nó màu béo 3-4 lạng. Nó mà chết. Nó con là cầu, 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 chờ tí bố đi. Đi đi, tôi có đi cho mày lại. Xiên shipper ta. Tí nó rồi. Phải đăng năm nữa. Ông mẹ nhà mày lấy là không lấy đi. Cái gì vậy? Bữa vừa một bộ đồ nghề. Bữa lấy 3 cái lưới xong rồi lúc sau lại tiếp tục lấy. Tiếp một bộ. Bỏ lấy. Không bán nhà đâu. Lại mua. Mua đi. Đang nói tiếp. Lúc sau lại thấy có người điện. Lúc sau lại tiếp tục cái đi. Bộ cà lê mới lết 600 mấy cái bị bỏ tin mẹ nó có giá thì giống mua đồ lớn nó rẻ tiền mà nó đâu làm không thì không được cái là cũng rẻ mua ở ngoài thì nó thực tế thôi bộ đồ đắt lắm bộ đồ này đắt mấy triệu một bộ cà lê mới lết mấy triệu mà mất đi cũng vậy thôi mua đồ lớn làm gì lớn mà giờ bạn không được vẫn lấy được. Mấy có xuống về lấy mấy đồng lấy dần dần làm cả buổi không xong cá vậy mình rửa nhanh nhanh lên rửa đi về tí nên bỏ thì nó ăn được rửa lại ai ăn thì bỏ vào tủ tôi bỏ rồi bỏ đồng rồi bao giờ ăn được đấy. Em là shipper nghi. Hai shipper đang đứng ngoài cổng luôn kìa. Đúng rồi, cái thằng này này. Alo.
cái tay đang lấy càng đấy. Đây luôn này đấy, đây mà. Thì sống quen thì có thằng này đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà ý là nó xếp hàng, bọn xếp hàng nó xếp theo số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà hải thu. Ừ, thằng con nhà à Hunter chứ con nhà Hunter. Không có con nó hay xếp theo số đó. Con nhà con nhà Tín Hồng. Nhà Tín nhỉ? Con nhà Tín Hồng cũng đi xếp mà con nhà Tín cũng xếp. Mẹ con nhà Tín nó không làm cơ khí nó bị nó. Cái thằng nào bán với thằng Giàn hay thằng nào chú quá thằng Giàn đấy cũng đi xếp hết. Thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổ bạch bạch bạch. Nó là thằng chú tư này nó gặp học hai người chỗ. Thằng trên bát nó, thằng trên bát là trưởng đội cơ khí. Chưa cấp bằng hà mà. Bảo không thấy ai nhà hết trước bàn luôn rồi chứ thêm mấy tiền. Quên, mối quên. Quên mày không? Quên không cần lấy tiền. Quên quá đi không cần lấy tiền. Cái nhà hai người nhận một shipper. Bên tóc à? Ai biết vậy, anh đặt hàng gì TikTok à? Ừ. TikTok là vào gió hàng mua. Tích nào thì nó quy về mối. Không không, tại xếp TikTok gì đấy. Đây là mở nó đây chứ. Bấy TikTok gì mà bì bông là ôi trời ơi. Vậy đấy là ho rồi. Có mùa này ho. Con Thúy mà nằm tối nó thở bằng mồm không mà. Thịt thà đã có rồi ho nữa. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh khôn à? Con cá phi về nó cứ ba bốn lạng. Ủa? Tí mua đi. Dạ. Đi đi, tôi có đi cho mày lại. Xiên shipper ta. Đi nó rồi. Phải đăng chăm nó. Chạy qua chút đi. Không mẹ, không lấy, không lấy đi. Làm cả buổi không xong cá.
bỏ thì mà ăn được lại. Ai ăn thì bỏ tủ, tôi bỏ này bỏ đầm rồi bao giờ ăn được. Chắc em lại xích bơ nữa. Nghi. Hai xích bơ đang đứng ngoài cổng luôn kìa. Đúng rồi, cái thằng này này. Đây luôn này đấy. Đây mà. Mẹ thì sống quen thì có thằng ấy đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà ý là nó ship hàng, bọn ship hàng nó ship theo số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Thu. Mấy thằng con nhà à Hunter chứ con nhà Hunter. Không có nó hay ship theo số đó. Con nhà Kim Thông. Nhà tính nhỉ, con nhà Kim Thông cũng đi ship mà con nhà tính cũng ship. Con nhà tính nó không làm, cái khí nó bị nó... Cái thằng nào bán thì thằng già này, thằng nào chú quá thằng già này cũng đi ship á. Thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổi bạch bạch. Nó là làm cái ô tô cho FLC đấy, nó... Em là thằng này nó gặp khó khăn về chỗ. Thằng trên bát nó, thằng trên bát là trưởng đội cái khí đó. Các bằng hà bảo không thấy ai nhà hết cái bàn luôn rồi chứ thêm mấy tiền quên mối quên quên mày không quên không cần lấy tiền quên quá đi không cần lấy tiền cái nhà hai người nhận một shipper tóc à ai biết vậy anh đặt hàng gì tóc à tóc là vào gió hàng mua tích nào thì nó cũng quy về mối không tóc gì hết đây là mã nó đây chứ quá. Bây tóc đi còn bơ bì đi bơ là ôi trời ơi đây là ho rồi có mùa này ho quá con Thúy mà nằm tối chắc thở một mồm không mà thịt thà đã có rồi ho nữa. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh con à? Con cá phi về nó cứ 3-4 lạng. Ủa? Không, nó gầy. Ừ, nó gầy. Nó mà nó màu béo 3-4 lạng. Nó mà rất là con là cầu, cầu đi cao, đi lúc đó tụ nó mát hả? Mấy con gà, con khai này nó giỏi nha, mình chăm rồi mà nó ăn mấy 3-4 lạng nha. Con mừng lắm. Con khai nó giỏi thật. Vậy nó giỏi nhảy lắm. Hai con. Đi. Chào tí bố đi. Đi đi, tôi có đi cho mày lại. Siêu shipper ta. Đi nó rồi. Phải đăng năm rồi. Ông mẹ nhưng mà không lấy là không lấy đi. Bữa vừa một bộ đồ nghề lấy 3 cái lưới xong rồi lúc sau lại tiếp tục về lấy tiếp một bộ bỏ đấy không bán nhiều đâu lại mua đi lại nói tiếp lúc sau lại thấy có người đẹp lúc sau lại tiếp tục cái đi bộ cà lê mới lết 600 mấy ai bị đổi tin mẹ nó có giá thì giống thì mua đồ lớn nó rẻ tiền mà nó đâu mà không thì không được cái mua ở ngoài thì nó thực tế thôi bộ đồ mẹ đắt lắm bộ đồ mẹ đắt mấy triệu một bộ
mất đi cũng vậy, thôi mua đồ dinh dưỡng làm dinh dưỡng mà sợ bạn không được, không biết nữa. Mấy đồng này có xuống về mấy đồng lấy dần dần làm cả buổi không xong cá. Hai shipper đang đứng ngoài cổng luôn kìa. Đúng không? Cái thằng này này. Alo. Đây là nhà chị đâu nữa. Alo. Đặt cái tay đang lấy tàn đấy. Đây luôn này đấy. Đây mà. Thì sống quen thì có thằng ấy đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà giờ nó xếp hàng bọn xếp hàng xếp theo số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Thu. Ừ, thằng con nhà à Hàng Thơ chứ con nhà Hàng Thơ. Không có nó hay xếp theo số lắm. Con nhà Vinh Hồng. Nhà Tính ạ, con nhà Vinh Hồng cũng đi xếp mà con nhà Tính cũng xếp. Mẹ con nhà Tính nó không làm cơ khí nó bị nó. Cái thằng nào bạn với thằng Giàn hay thằng nào chú có thằng Giàn đấy cũng đi xếp hết. Thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổ bạch bạch bạch. Nó là sửa ô tô cho SDC đó. Nó hồi trước. Nếu mà thằng từ này nó gặp hai người chỗ. Thằng trên bát nó, thằng trên bát là trưởng đội cơ khí. Trưởng cấp bằng hà. Bảo không thấy ai nhà hết trước bàn luôn rồi chứ thêm mấy tiền. Quên, mối quên. Quên phải không? Quên chứ cần lấy tiền. Quên quá đi không cần lấy tiền. Cái nhà hai người nhận một shipper. Bên thằng tóc à? Ai biết vậy, anh đặt hàng gì TikTok à? Ừ. TikTok là vào gió hàng mua. Tích nào thì nó cũng quy về mối. Không, không, tại sao TikTok gì hết. Đây là cục mỡ nó đây chứ. Đây nè. Bởi TikTok kia còn được. Bởi là ôi trời ơi. Về đây là ho rồi. Có mùa này ho. Con Thúy mà nằm tối chắc nó thở bằng mồm không mà. Thịt thà đã có rồi ho nữa. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh khôn à. Bốn cá phi về nó cứ 3-4 lạng. Ủa? Không, nó gầy. Ừ, nó gầy. Nó mà nó màu béo 3-4 lạng. Nó mà chết. Nó khôn là đậu. Đậu cao. Mấy con gà. Cũng khai nó giỏi nha. Mình chăng rồi nó ăn mấy bằng nha. Cũng mùi ăn. Cái kia giỏi kìa. Vậy nó giỏi nhảy lắm. Hai con. Đi. Chào tí bố đi. Dạ. Đi đi, tôi có đi cho mày lại. Xiên shipper ta. Phải đi nó rồi. Phải đăng năm nó. Ông mẹ nó lấy một bộ đồ nghề. Bữa lấy 10 lấy 3 triệu rưỡi.
xong rồi lúc sau lại tiếp tục về đây. Tiếp một bộ. Mua đấy. Không mang nhà đâu. Đấy, mua. Mua đi. Đang nói tiếp. Lúc sau lại thấy có người đẹp. Lúc sau lại tiếp tục cái đi. Một bộ cà lê mua đấy. 600 mấy. Cái này đồ tin mẹ nó có giá thì giống. Mua đồ lớn nó rẻ tiền mà. Nó đâu. Không được không ngoài mình nó thực tế luôn. Đắt lắm. Bộ đồ mấy triệu. Một bộ mà đi cũng vậy thôi, mua đồ gì đó mình làm. Rửa mà giờ bạn không được mấy đồng. Mấy có xuống về lại. Mấy đồng lấy dần dần. Làm cả buổi không xong cá. Vậy mình rửa nhanh nhanh đi. Rửa đi về tí nên bỏ thì nó ăn được rửa lại. Ai ăn thì bỏ vào tủ, tôi bỏ rồi bỏ đầm rồi bao giờ ăn được đấy. Chắc em là ship bơ nghi nghi. Hai ship bơ đang đứng ngoài cổng luôn kìa. Đúng rồi, cái thằng này này. Đây luôn này đấy, đây mà. Thì sống quen thì có thằng ấy đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà ý là nó ship hàng, bọn ship hàng nó ship cho số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Thu. Ừ, thằng con nhà à Hunter chứ con nhà Hunter. Không có nó hay ship theo số đó. Con nhà Bình Thông. Con nhà Tính Hồng cũng đi ship mà con nhà Tính cũng ship. Mẹ con nhà Tính nó không làm cơ khí nó bị nó. Cái thằng nào bán với thằng Giàn hay thằng nào chú quá thằng Giàn ấy cũng đi ship hết. Thằng Thơ. Thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổ bạch bạch bạch. Nó là ô tô cho SLC nhà đấy. Nó có rửa. Thế mà thằng này nó gặp học hai người chỗ. Thằng trên bát nó, thằng trên bát là trưởng đội cơ khí. Trưởng cấp bằng hạ. Bảo không thấy ai nhà hết trong bàn luôn rồi chứ thêm mấy tiền quên mối quên quên mày không quên không cần lấy tiền quên quá đi không cần lấy tiền cái nhà hai người nhận một shipper bên thằng tóc à ai biết vậy anh đặt hàng gì TikTok à TikTok là vào gió hàng mua tích nào thì nó cũng quy về mối không tại TikTok gì đấy đây là mở nó đây chứ quá. Bây giờ tóc tiên là bì đi, bơm là ăn đi. Ôi trời ơi. Giờ đây là ho rồi. Có mùa này ho quá. Con Thúy mà nằm tối chắc thở bằng mồm không nhưng mà. Thịt thà chả có ai ho nữa. Nhưng mà ra đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh con à. Con cá phi về nó cứ ba bốn lạng. Ủa? Ừ. Rồi. 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 Rồi.
Alo, chờ tí bố đi. Dạ. Ờ, đi, đi, tôi có đi cho mày lại. Xiên shipper ta. Đi nó rồi. Phải đăng năm rồi. Ông mẹ nó lấy là không lấy đi. Cái gì vậy? Đây là shipper nha. Bữa vừa một bộ đồ nghề lấy mưa lấy ba treo lưới xong rồi lúc sau lại tiếp tục về lấy tiếp một bộ bỏ lấy bán nhiều đâu lại mua mua đi em mới tiếp lúc sau lại thấy có người đẹp lúc sau lại tiếp tục cái đi một bộ cà lê mới lấy 600 mấy ấy. Ai bị đổ tin mẹ nó có giá thì giống mua được đó nó rẻ tiền mà không được cái ngoài mình nó thực tế luôn đắt lắm bộ đồ mấy triệu một bộ mà có mà đi cũng vậy thôi mua đồ gì được mà làm được gió mà giờ vặn không được cũng mấy được mấy đồng mấy có xuống về lấy dần dần làm cả buổi không xong cá. Rửa đi rửa nhanh đi. Còn nữa. Rửa đi về tí nên bỏ vào thì nó ăn rửa lại. Ai ăn thì bỏ vào tủ, tôi bỏ này bỏ đầm bao giờ ăn được đấy. Chắc em lại xích bơ nữa. Nghi. Hai xích bơ đang đứng ngoài cổng luôn kìa. Đúng rồi, cái thằng này này. Đây luôn này đấy. Đây mà. Mẹ thì sống quen thì có một thằng ấy đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà ý là nó xếp hàng bọn xếp hàng xếp theo số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Thu. Mấy thằng con nhà à Hàn Thơ chứ con nhà Hàn Thơ. Không có nó hay xếp theo số đó. Con nhà Kim Thông. Nhà Tính con nhà Tính Hồng cũng đi ship mà con nhà Tính cũng ship. Con nhà Tính nó không làm cơ khí nó bị nó. Cái thằng nào bán thằng Giàn hay thằng nào chú quá thằng Giàn đấy cũng đi ship hết. Thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổ bạch bạch bạch. Nó là làm cái ô tô cho FJ nhà đấy nó. Nó có thằng từ này nó gặp học hai người chỗ. Thằng trên bát nó thằng trên bát là trưởng đội cơ khí. Trưởng cấp bằng hạ. Bảo không thấy ai nhà hết cái bàn luôn nhỉ, chứ thấy mấy tiền quên mối quên quên mày không mối quên chưa cần lấy tiền quên quá đi không cần lấy tiền kinh nhà hai người nhận một shipper tóc à ai biết vậy anh đặt hàng gì TikTok à TikTok là vào gió hàng mua tích nào thì nó cũng quy về mối không TikTok gì đấy đây là mã nó đây chứ bây tóc kia là bơ là ôi trời ơi đây ho rồi có mùa này ho con Thúy mà nằm tối thở mà mồm không mà thịt thà đã có rồi ho nữa. Nhưng mà ra đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài trên côn à. Bốn cá phi về nó cứ ba bốn lạng. Ủa? Không, nó gầy.
nó gầy. Nó mà nó màu béo đó, sao có được. Mấy con gà này, con khai nó giỏi nha, mình chăm rồi mà nó mấy bà bệnh nha. Con mùi gì vậy? Hai con. Gì? Có mùi gì vậy? Mùi gì đây? Vô. Rồi gần xong. Gần xong thôi. Mấy cái lọc thơm mà bỏ vào đây cho mấy con mùi gì. Chờ tí bố đi. Đi đi, tôi có đi cho mày lại. Tôi xin shipper ta. Đi đi nó rồi. Phải đăng năm nó. Ông mẹ nó lấy rồi, không lấy đi. Làm cả buổi không xong cá. Đây luôn này đấy. Đây mà. Mẹ thì sống quen thì có một thằng ấy đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà giờ nó xếp hàng bọn xếp hàng xếp theo số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Thu. Ừ, thằng con nhà à Hàng Thơ chứ con nhà Hàng Thơ. Không có nó hay xếp theo số lắm. Con nhà Vinh Hồng. Con này Vinh Hồng cũng đi ship mà con này Tính cũng ship. Mẹ con này Tính nó không làm cơ khí nó bị nó. Cái thằng nào bán với thằng Giàn hay thằng nào chú quá thằng Giàn đấy cũng đi ship hết. Thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổ bạch bạch bạch. Nó là làm sửa ô tô cho SBC nhà đấy. Nó gặp học hai người chỗ. Thằng trên bát nó, thằng trên bát là trưởng đội cơ khí. Trưởng cấp bằng Hà. Bảo không thấy ai nhà hết cho bà luôn rồi chứ thêm mấy tiền quên mối quên quên phải không quên không cần lấy tiền quên quá đi không cần lấy tiền cái nhà hai người nhận một shipper bên tao à ai biết vậy anh đặt hàng gì TikTok à TikTok là vào gió hàng mua tích nào thì nó cũng quy về mối không tăng TikTok gì hết mở nó đi chứ bây giờ tóc kia còn được bơ là về đây ho rồi có mùa này ho con Thúy mà nằm tối chắc thở một mồm không mà thịt thà đã có rồi ho nữa. Được rồi. Rồi.
công 11 con rồi. 11 con đấy chắc phải mất mẹ chừng 2 cân rồi. Cá này 1 con có cân dễ không? Không, 2 cân đấy. Có 2 cân cũng phải cân 8 cân chứ. Cá ruột nó phải được 2 lạng con. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh con à? Con cá phi vịt nó cứ 3-4 lạng. Ủa? Không, nó gầy. Ừ, nó gầy. Nó mà nó màu béo 3-4 lạng. Mấy con gà nó giỏi nhỉ? Vậy nó giỏi nhảy lắm. Hai con. Đi. Mua gì à? Mua gì đây? Ờ. Vô. Chờ tí mua đi. Dạ. Ờ, đi đi, tôi có đi cho mày lại. Xiên shipper ta. Phải tí nữa rồi. Phải 5 năm nữa. Ông mẹ nhà mày lấy là không lấy đi. Cái gì ạ? Bữa vừa một bộ đồ nghề. Bữa lấy 3 cái lưới xong rồi lúc sau lại tiếp tục về lên. Tiếp một bộ. Bỏ lấy. Không có nhà đâu. Đấy mua. Mua đi. Đang nói tiếp. Lúc sau lại thấy thấy có người điện. Lúc sau lại tiếp tục cái đi. Bộ cà lê mới lết 600 mấy ạ. Cái bị bỏ tin mẹ nó có giá gì giống. Mua đồ lớn nó rẻ tiền mà nó đâu. Mà không thì không được cái là cũng rẻ. Mua ở ngoài thì nó thực tế thôi. Bộ đồ lớn nó đắt lắm. Bộ đồ lớn nó rẻ mấy triệu. Một bộ cà lê mới lết mấy triệu mà mất đi cũng vậy. Thôi mua đồ lớn nó làm gì. Đồ lớn mà giờ bạn không được. Bạn mấy nữa. Mấy có xuống về lại mấy đồng lương lấy dần dần làm cả buổi không xong cá. Vậy đi rửa nhanh nhanh đi. Còn nữa đi về tí bỏ thì nó ăn rửa lại. Ai ăn thì bỏ vào tủ, tôi bỏ rồi bỏ đồng rồi bao giờ ăn được đấy. Em là shipper nghi. Hai shipper đang đứng ngoài cổng luôn kìa. Đúng rồi, cái thằng này này. Alo. Anh là nhà chị đâu nữa. Alo. Chị cái tay đang lấy tàng đấy. Đây luôn này đấy. Đây mà. Mẹ, thì sống quen thì có thằng ấy đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà ý là nó ship hàng, bọn ship hàng nó ship cho số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Thu. Ừ, thằng con nhà à Hunter chứ con nhà Hunter. Không có nó hay ship theo số đó. Con nhà Tính Hồng. Nhà Tính nhỉ? Con nhà Tính Hồng cũng đi ship mà con nhà Tính cũng ship. Mẹ con nhà Tính nó không làm cơ khí nó bị nó. Cái thằng nào bán với thằng Giàn hay thằng nào chú quá thằng Giàn đấy cũng đi ship hết. Thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổ bạch 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 à. Nó là thằng shipper này nó gặp học hai người chỗ. Thằng trên bát nó, thằng trên bát là trưởng đội chưa đẳng cấp bằng hà à. Bảo không thấy ai nhà hết trước bàn luôn rồi chứ thêm lấy tiền. Quên, mối quên. Quên mày không. Quên không cần lấy tiền. Quên quá đi không cần lấy tiền. Cái nhà hai người nhận một shipper. Biết thằng tóc à? Ai biết vậy anh đặt hàng gì TikTok à? Ừ. TikTok là vào gió hàng mua. Tích nào thì nó cũng quy về mối. Không không, tại ship TikTok gì đấy. Đây là mở nó đây chứ. Bấy TikTok gì mà bì đi, bông là
Về đây là ho rồi. Ờ, mùa này ho quá. Con Thúy mà nằm tối chắc thở mà buồn không nhưng mà. Thịt thà chả có ai ho nữa. Mấy bữa là đã được vậy. Rồi. Công 11 con rồi. 11 con đấy chắc phải mất mẹ từ 2 cân rồi. Cá này 1 con mới cân dễ. Không. 2 cân đấy. Có 2 cân cũng phải cân 8 cân chứ. Cá ruột nó phải được 2 lạng con. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh con à? Con cá phi về nó cứ 3-4 lạng. Ủa? Không, nó gầy. Ừ, nó gầy. Nó mà nó màu béo đó, 3-4 lạng. Gì? Có mua gì à? Mua gì đây? Mua tiền đấy. Vô. Vừa gần tăng. Gần tăng có đâu. Để mấy cái lọc thơm mà bỏ vào đây cho biết. Mua gì đây? Mua đồ ăn. Alo. Cứ chờ tí mua đi. Dạ. Ờ, đi đi, tôi có đi cho mày lại. Xin shipper ta. Bữa vừa một bộ đồ nghề bữa lấy mùa lấy 3 triệu rưỡi xong rồi lúc sau lại tiếp tục về lấy tiếp một bộ bỏ đấy không bán nhiều đâu lại mua mua đi em mới tiếp lúc sau lại thấy có người điện lúc sau lại tiếp tục cái gì một bộ cà lê mới lết 600 mấy ái bị đổ tin mẹ nó có giá thì giống mua đồ lớn nó rẻ tiền mà không thì không được rồi ở ngoài mình nó thực tế rồi đắt lắm bộ đồ mẹ đắt mấy triệu một bộ cà lê mới lết mấy triệu mà mất đi cũng vậy thôi mua đồ dinh dưỡng làm đi dinh dưỡng mà giờ vặn không được vặn mấy được mấy đồng mấy có xuống vậy mấy đồng lấy dần dần làm cả buổi không xong cá. Bỏ thì nó ăn được rửa lại. Ai ăn thì bỏ vào tủ, tôi bỏ rồi bỏ đồng rồi bỏ giờ ăn. Chắc em là shipper nữa. Nghi. Hai shipper đang đứng ngoài cổng luôn kìa. Đúng rồi, cái thằng này này. Đây luôn này đấy. Đây mà. Mẹ thì sống quen thì có một thằng ấy đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà ý là nó ship hàng bọn ship hàng ship theo số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Thu. Mấy thằng con nhà à Hunter chứ con nhà Hunter. Không có nó hay ship theo số đó. Con nhà Tín Thông. Nhà Tín nhỉ? Con nhà Tín Thông cũng đi ship mà con nhà Tín cũng ship. Mẹ con nhà Tín nó không làm cơ khí nó bị nó. Cái thằng nào bán thằng Giàn hay thằng nào chú quá thằng Giàn đấy cũng đi ship hết. Thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổ bạch bạch bạch. Nó là làm sửa ô tô cho SGC nhà đấy. Nó có hai người chỗ. Thằng trên bát nó, thằng trên bát là trưởng đội cơ khí. Chưa cấp bằng hà. Bảo không thấy ai nhà hết cho bàn luôn nhỉ, chứ thêm mấy tiền. Quên, mối quên. Quên mày không.
quen không cần lấy tiền. Quen quá đi không cần lấy tiền. Cái nhà hai người nhận một shipper. Bên thằng tóc à? Ai biết vậy, anh đặt hàng gì TikTok à? Ừ. TikTok là vào gió hàng mua. Tích nào thì nó cũng quy về mối. Không không, thằng TikTok gì đấy. Đây là mã nó đây chứ. Bây giờ TikTok gì mà mình bơ bi đi, bơ là về đây là ho rồi. Ô, mùa này ho quá. Con Thúy mà nằm tối chắc thở mà mồm không ấy mà. Thì thà đã có rồi ho nữa. Mấy bữa là trả được vậy. Trời công 11 con rồi. 11 con đấy chắc phải mất mẹ được từ 2 cân rồi. Cá này 1 con mất cân dễ. Không, 2 cân đấy. Có 2 cân nó phải cân 8 rồi chứ. Cái ruột nó phải được 2 lạng con. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh con à? Con cá phi về nó cứ 3-4 lạng. Ủa? Không, nó gầy. Ừ, nó gầy. Nó mà nó màu béo 3-4 lạng. Nó mà rất là con là đầu, đầu cao, đầu cá. Mấy con gà, con khai này nó giỏi nha, mình chăm rồi mà nó béo vào nha. Có một con cái kia giỏi thật. Vậy nó giỏi nhảy lắm. Hai con. Gì? Có mua gì vậy? Ừ. Mua gì đây? Đó đến đó. Ờ. Được. Rồi gần xong. Gần xong có rồi. Mấy cái lọc thơm mà bỏ vào đây cho mua đi. Hello. Chờ tí bố đi. Dạ. Ờ, tôi sorry cho mày lại. Tôi xin shipper đã. Đi nó rồi. Phải đăng năm rồi. Bữa vừa một bộ đồ nghề lấy 3 chiếc lưới xong rồi lúc sau lại tiếp tục kè lên tiếp một bộ bỏ đấy bán nhà đâu lại mua đi em nói tiếp lúc sau lại thấy có người đẹp lúc sau lại tiếp tục cái đi bộ cà lê mới lết 600 mấy ấy. Ai biết đồ tin mẹ nó có giá gì giống thì mua đồ giống nó rẻ tiền mà nó đâu làm không thì không được cái mua ở ngoài thì nó thực tế thôi mà mua đồ đắt lắm bộ đồ đắt mấy triệu một bộ cà lê mới lết mấy triệu mà mất đi cũng vậy thôi mua đồ giống làm giống mà giờ bằng không được bằng mấy nữa. Mấy đồng có xuống về mấy đồng lấy dần dần làm cả buổi không xong cá. Vậy đi rửa nhanh nhanh đi. Còn nữa. Đi về tí bỏ vào thì nó ăn rửa lại. Ai ăn này bỏ vào tủ, tôi bỏ này bỏ đầm bao giờ ăn nữa. Em là hai shipper đang đứng ngoài cổng luôn kìa. Đúng không? Có thằng này này. Alo. 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 Cái tay đang lấy bàn đấy. Đây luôn này đấy. Đây mà. Thì sống quen thì có một thằng ấy đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà yên nó xếp hàng bọn xếp hàng xếp theo số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Thu. Ừ, thằng con nhà à Hàng Thơ chứ con nhà Hàng Thơ. Không có nó hay xếp theo số đó. Con nhà Minh Thông.
cái thằng nào bán thằng dàn hay thằng nào chú quá thằng dàn đấy cũng bị ship đấy. Thằng mà trước mà chạy xe mà cứ nổ bạch bạch bạch. Nó là cái bằng hà vào không thấy ai nhà hết cái bàn luôn này chứ thêm mấy tiền quên mối quên quên phải không quên không cần lấy tiền quên quá đi không cần lấy tiền cái nhà hai người nhận một shipper tóc à ai biết vậy anh đặt hàng gì TikTok à TikTok là vào gió hàng mua tích nào thì nó quy về mối không không tăng TikTok gì hết đây là mở nó đây chứ bây tóc kia là bơ bì bơ là về đây ho rồi có mùa này ho con Thúy mà nằm tối chắc thở một mồm không mà thịt thà đã có rồi ho nữa. Mấy bữa là trả được vậy. Rồi. Công 11 con rồi. 11 con đấy chắc phải mất mẹ thường 2 cân rồi. Con có cân dễ không? Không, 2 cân đấy. Có 2 cân cũng phải cân 8 cân chứ. Cá ruột nó phải được 2 lạng con. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài trên con à? Con cá phi vịt nó cứ 3-4 lạng. Ủa? Không, nó gầy. Ừ, nó gầy. Nó mà nó màu béo 3-4 lạng thôi mà chết. Nó giỏi nhảy lắm. Hai con. Gì? Có mua gì à? Mua gì đây? Ờ. Vô. Trong có. Cái mấy cái mà đây đi. Đi đi, tôi có đi cho mày lại. Xiên shipper ta. Đi nó rồi. Phải đâm đâm nó. Mẹ nó không lấy đi. Vừa một bộ đồ nghề lấy 3 triệu rưỡi xong rồi lúc sau lại tiếp tục về lấy tiếp một bộ mua đấy không bán nhà đâu lại mua đi đang nói tiếp lúc sau lại thấy có người điện lúc sau lại tiếp tục cái đi một bộ cà lê mua đấy 600 mấy cái bị đồ tin mẹ nó có giá thì giống mua đồ lớn nó rẻ tiền mà nó đâu bạn không thì không được cái này mua ở ngoài thì nó thực tế thôi bộ đồ đắt lắm bộ đồ đắt mấy triệu một bộ và lên mua đấy mấy triệu mà mất đi cũng vậy thôi mua đồ lớn rồi mình làm rồi mà giờ bạn không được vẫn lấy được mấy đồng này có xuống vậy mấy đồng lấy dần dần làm cả buổi không xong cá. Vậy mình rửa nhanh nhanh đi. Rửa đi về tí nên bỏ vào thì nó ăn được rửa lại. Ai ăn thì bỏ vào tủ, tôi bỏ rồi bỏ đồng rồi bao giờ ăn được đấy. Chắc em là shipper nghi nghi. Hai shipper đang đứng ngoài cổng luôn kìa. Đúng rồi, cái thằng này này.
cái tay đang lấy càng đấy. Đây luôn này đấy, đây mà. Thì sống quen thì có thằng này đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà ý là nó xếp hàng, bọn xếp hàng nó xếp theo số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Thu. Ừ, thằng con nhà... À, Hàng Thơ chứ con nhà Hàng Thơ. Không, có con nó hay xếp theo số đó. Con nhà Tín Hồng. Con nhà Tín Hồng cũng đi xếp mà con nhà Tính cũng xếp. Mẹ con nhà Tính nó không làm cơ khí nó bị nó... Cái thằng nào bán với thằng Giàn hay thằng nào chú quá thằng Giàn ấy cũng đi xếp hết. Hàng Thơ. Thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổ bạch bạch bạch. Nó là... Thế mà thằng chú Tường này nó gặp học hai người chỗ. Thằng trên bát nó, thằng trên bát là trưởng đội chứ là cấp bằng hạ. Bảo không thấy ai nhà hết trước bàn luôn rồi chứ thêm mấy tiền. Quên, mối quên. Quên mày không? Quên không cần lấy tiền. Quên quá đi không cần lấy tiền. Cái nhà hai người nhận một shipper. Bên thằng Tóc à? Ai biết vậy, anh đặt hàng gì TikTok à? Ừ. TikTok là vào rõ hàng mua. Tích nào thì nó quy về mối. Không không, tại TikTok gì đấy. Đây là mở nó đây chứ. Bây TikTok gì mà bị bơm là. Về đây là ho rồi. Có mùa này ho quá. Con Thúy mà nằm tối chắc thở mà mồm không thôi mà. Thịt thà đã có rồi ho nữa. Mấy bữa là đã được vậy. Đấy. Công 11 con rồi. 11 con đấy chắc phải mất mẹ được từ 2 cân rồi. Cá này 1 con mất cân dễ. Không, 2 cân đấy. Có 2 cân cũng phải cân 8 cân chứ. Cá ruột nó phải được 2 lạng con. Nhưng mà ra đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài trên con. Con cá phi về nó cứ 3-4 lạng. Ủa? Nó giỏi nhảy lắm. Hai con. Gì? Có mua gì à? Ờ. Đó. Giờ đang có. Đi chờ tí mua đi. Làm cả buổi không xong cá.
tủ tôi bó này bó đầm rồi bao giờ ăn được đấy. Chắc em lại xích bơ nữa. Nghi hai xích bơ đang đứng ngoài cổng luôn kìa. Đúng rồi, cái thằng này này. Alo. Alo. Cái tay đang lấy cá đấy. Đây luôn này đấy. Đây mà. Thì sống quen thì có một thằng ấy đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà ý là nó xếp hàng, bọn xếp hàng xếp theo số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Phu. Mấy thằng con nhà à Hàn Thơ chứ con nhà Hàn Thơ. Không có nó hay xếp theo số đó. Con nhà Kim Thông. Con nhà Kim Thông cũng đi xếp mà con nhà Tính cũng xếp. Mẹ con nhà Tính nó không làm cơ khí nó bị nó. Cái thằng nào bán với thằng Giàn hay thằng nào chú quá thằng Giàn đấy cũng đi xếp hết. Hàn Thơ. Thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổi bạch bạch. Nó là nếu mà thằng chú Tường này nó gặp khó khăn về chỗ thằng trên bát nó thằng trên bát là trưởng đội chưa đẳng cấp bằng hà bảo không thấy ai nhà hết cái bàn luôn rồi chứ thêm mấy tiền quên mối quên quên mày không quên chưa cần lấy tiền quên quá đi không cần lấy tiền cái nhà hai người nhận một shipper bên thằng tóc à. Ai biết vậy anh đặt hàng gì TikTok à? Ừ. TikTok là vào gió hàng mua. Tích nào thì nó cũng quy về mối. Không, tăng TikTok gì hết. Đây là mã nó đây chứ. Bây TikTok gì còn được. Bơ là mẹ đấy là ho rồi. Có mùa này ho. Con Thúy mà nằm tối chắc thở mà mồm không ấy mà. Thịt thà đã có rồi ho nữa. Mấy bữa là trả được vậy. Trời ơi. Công 11 con rồi. 11 con đấy chắc phải mất mẹ từ 2 cân rồi. Cá này 1 con mất cân dễ. Không, 2 cân đấy. Có 2 cân cũng phải cân 8 rồi chứ. Cá ruột nó phải được 2 lạng con. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh con à. Bốn cá phi về nó cứ 3-4 lạng. Ủa? Không, nó gầy. Ừ, nó gầy. Nó mà nó màu béo sao nó lại nó mà rất là con nhặt đầu, đầu cây cao, lúc đầu tù, nó mát hả? Mấy con già, cũng khai nó giỏi nha, mình chăn rồi mà nó ăn mấy bao lĩnh nha. Cái kia nó giỏi thật. Vậy nó giỏi nhảy lắm. Hai con. Đi. Có mua gì à? Ờ. Dạ. Rồi con tao. Con đi. Đi đi, tôi có đi cho mày lại. Xin shipper ta. Đi nó rồi. Phải đăng năm rồi. Bữa vừa một bộ đồ nghề bữa lấy mùa lấy ba triệu rưỡi xong rồi lúc sau lại tiếp tục kéo lên tiếp một bộ bỏ lấy không bán nhiều đâu lại mua mua đi lại nói tiếp lúc sau lại thấy có người đẹp lúc sau lại tiếp tục cái đi bộ cà lê mới lết 600 mấy ấy bị đồ tin mẹ nó có giá thì giống thì mua đồ lớn nó rẻ tiền mà nó đâu làm không thì không được cái mua ở ngoài thì nó thực tế luôn bộ đồ đắt lắm bộ đồ đắt mấy triệu một bộ cà lê mới lết mấy triệu mà
mình mua cái đồ dinh dưỡng mình làm dinh dưỡng mà giờ bạn không được không biết được. Mấy đồng này có xuống vậy mấy đồng lấy dần dần làm cả buổi không xong cá. Ai ship bơ đang đứng ngoài cổng luôn kìa. Đúng không? Cái thằng này này. Alo. 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 Cái tay đang lấy tàn đấy. Đây luôn này đấy. Đây mà. Thì sống quen thì có một thằng ấy đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà giờ nó xếp hàng bọn xếp hàng xếp theo số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Thu. Ừ, thằng con nhà à Hàng Thơ chứ con nhà Hàng Thơ. Không có nó hay xếp theo số đó. Con nhà Kim Hồng. Nhà Tính nhỉ? Con nhà Kim Hồng cũng đi xếp mà con nhà Tính cũng xếp. Mẹ con nhà Tính nó không làm cơ khí nó bị nó. Cái thằng nào bạn với thằng Giàn hay thằng nào chú quá thằng Giàn đấy cũng đi xếp hết. Thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổ bạch bạch bạch. Nó là nếu mà thằng chú Tư này nó gặp học hai người chỗ thằng trên bát nó thằng trên bát là trưởng đội chưa đẳng cấp bằng hà bảo không thấy ai nhà hết cái bàn luôn rồi chứ thêm mấy tiền quên mối quên quên không quên chưa cần lấy tiền quên quá đi không cần lấy tiền cái nhà hai người nhận một shipper tao bảo ai biết vậy anh đặt hàng gì TikTok à? Ừ. TikTok là vào gió hàng mua. Tích nào thì nó cũng quy về mối. Không không, tại sao TikTok gì hết. Đây là mở nó đây chứ. Đây nè. Bây TikTok kia còn được. Bơ bì đi, bơ là. Ôi. Mùa đấy là ho rồi. Có mùa này ho. Con Thúy mà nằm tối chắc nó thở một mồm không mà. Thịt thà đã có rồi ho nữa. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh con à? Con cá phi về nó cứ 3-4 lạng. Ủa? Không, nó gầy. Ừ, nó gầy. Nó mà nó màu béo 3-4 lạng. Nó khôn là cậu, cái cao, mấy con gà, con khai nó giỏi nha, mình chăng rồi, nó ăn mấy bao rồi nha. Nó giỏi vậy á. Hai con. Đi. Chờ tí bố đi. Đi đi, tôi có đi cho mày lại. Xiên shipper ta. Tí nó rồi. Phải đăng năm nữa. Ông mẹ nó lấy cái gì ạ? Đây người này mình ship bữa vừa một bộ đồ nghề lấy 3 triệu rưỡi xong rồi lúc sau lại tiếp tục ship một bộ
Bỏ đi. Làm cả buổi không xong cá. Đây luôn này đấy. Đây mà. Thì sống quen thì có thằng hay đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà ý là nó xếp hàng, bọn xếp hàng nó xếp theo số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà hải thu. Ừ, thằng con nhà à hàng thơ chứ con nhà hàng thơ. Không có nó hay xếp theo số đó. Con nhà con nhà Vinh Hồng. Con nhà Vinh Hồng cũng đi ship mà con nhà Tĩnh cũng ship. Mẹ con nhà Tĩnh nó không làm cơ khí nó bị nó. Cái thằng nào bán với thằng Giàn hay thằng nào chú quá thằng Giàn đấy cũng đi ship hết. Hàng thơ. Thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổ bạch bạch bạch. Nó là thằng chú tư này nó gặp học hai người chỗ. Thằng trên bát nó, thằng trên bát là trưởng đội cơ khí. Trưởng cấp bằng hà. Bảo không thấy ai nhà hết trong bàn luôn rồi chứ thêm mấy tiền quên mối quên quên mày không quên không cần lấy tiền quên quá đi không cần lấy tiền cái nhà hai người nhận một shipper biết tóc à ai biết vậy anh đặt hàng gì tiktok à tiktok là vào gió hàng mua tích nào thì nó quy về mối không tăng tiktok gì đấy đây là mở nó đây chứ bây giờ tóc tiên còn đi đi bơm ra về đây là ho rồi có mùa này thôi con Thúy mà nằm tối chắc thở một nguồn không nhưng mà thịt thà đã có rồi ho nữa. Nhưng mà ra đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài trên con bốn cá phi về nó cứ ba bốn lạng ủa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Alo, tôi chờ tí bố đi. Dạ. Ờ, đi, đi, tôi có đi cho mày lại. Tôi xin shipper ta. Cái gì nữa rồi? Phải đăng trăm nữa. Bữa vừa một bộ đồ nghề bữa lấy mùa lấy 3 triệu rưỡi xong rồi lúc sau lại tiếp tục về lấy tiếp một bộ bỏ đấy bán nhiều đâu lại mua mua đi lại mới tiếp lúc sau lại thấy có người điện lúc sau lại tiếp tục cái gì bộ cà lê mới lết 600 mấy ạ. Ừ. Cái này cái gì? Cái này nó có giá thì giống. Mua được đó, nó rẻ tiền mà. Không được cái ở ngoài mình nó thực tế rồi. Bộ đồ này đắt lắm. Bộ đồ này đắt bao nhiêu? Một bộ cà lê mới lết. Mấy triệu mà mất đi cũng vậy, thôi mua đồ làm giống mà giờ vặn không được. Vặn mấy được. Mấy có xuống vậy lại mấy đồng lấy dần dần làm mà cả buổi không xong cá vậy mình rửa nhanh nhanh đi nữa đi về tí nên bỏ thì nó ăn mình rửa lại ai ăn thì bỏ tủ chứ bỏ này bỏ đầm bao giờ ăn được đấy. Em là shipper nghi. Hai shipper đang đứng ngoài cổng luôn kìa. Đúng rồi, cái thằng này này. Alo. Bên này nhà chị đâu nữa. Alo. Đặt cái tay đang lấy cá đấy. Đây luôn này đấy. Đây mà. Thì sống quen thì có một thằng ấy đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà ý là nó xếp hàng, bọn xếp hàng xếp theo số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Phu. Ý, thằng con nhà... À, Hàn Thơ chứ con nhà Hàn Thơ. Không, có nó hay xếp theo số đó. Con nhà Tinh Hồng. Nhà Tính nhỉ, con nhà Tinh Hồng cũng đi xếp mà con nhà Tính cũng xếp. Mẹ con nhà Tính nó không làm cơ khí nó bị nó... Cái thằng nào bán với thằng Giàn hay thằng nào chú quá thằng Giàn ấy cũng đi xếp hết. Thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổi bạch bạch à. Nó là làm cái ô tô cho FGX nhà đấy. Nó có thằng này nó gặp hai người chỗ. Thằng xe bát nó, thằng xe bát là trưởng đội chưa đẳng cấp bằng hà. Bảo không thấy ai nhà hết cho bàn luôn rồi chứ thêm mấy tiền. Quên, mối quên. Quên mày không? Mối quên chứ cần lấy tiền. Quên quá đi không cần lấy tiền. Cái nhà hai người nhận một shipper. Biết thằng tóc à? Ai biết vậy anh đặt hàng gì tí tóc à? Ừ. Tí tóc là vào gió hàng mua. Tí nào thì nó cũng quy về mối. Không không, tí tóc gì đấy. Đây là mở nó đây chứ. Bấy tí tóc gì còn được. Bơ... Bi đi. Bơ là... Ôi giời ơi. Đây là ho rồi. Có mùa này thôi. Con Thúy mà nằm tốt chứ thở một mồm không mà. Thì thà đã có rồi ho nữa. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh con à. Con cá phi vịt nó cứ 3-4 lạng. Ủa? Không, nó gầy. Ừ, nó gầy. Nó mà nó màu béo 3-4 lạng.
con gà cũng khai là cái gió nhà mình dăng rồi còn nó mấy bà bệnh nha, có một cái gió thật vậy nó giỏi nhảy lắm. Hai con đi có mua gì à? Ờ. Dạ. Rồi chờ tí bố đi. Dạ. Ờ đi đi tôi có đi cho mày lại. Xin shipper ta. Đi nó rồi. Phải đăng nhắm rồi. Làm cả buổi không xong cá. Đây luôn này đấy. Đây mà. Thì sống quen thì có một thằng ấy đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà giờ nó ship hàng, bọn ship hàng ship cho số. Đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Thu. Ừ, thằng con nhà à Hàng Thơ chứ con nhà Hàng Thơ. Không có nó hay ship theo số lắm. Con nhà Vinh Hồng. Con này Vinh Hồng cũng đi ship mà con này Tĩnh cũng ship. Mẹ con này Tĩnh nó không làm cơ khí nó bị nó. Cái thằng nào bán với thằng Giàn hay thằng nào chú quá thằng Giàn đấy cũng đi ship đấy. Thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổ bạch bạch bạch. Nó là làm sửa ô tô cho SBC nó gặp học hai người chỗ. Thằng trên bát nó thằng trên bát là trưởng đội cơ khí đẳng cấp bằng hà. Bảo không thấy ai nhà hết cho bàn luôn hả chứ thêm mấy tiền quên mối quên quên không quên chứ cần lấy tiền quên quá đi không cần lấy tiền cái nhà hai người nhận một shipper bên thằng tóc à ai biết vậy anh đặt hàng gì TikTok à TikTok là vào gió hàng mua tích nào thì nó cũng quy về mối không TikTok gì hết đây là mở nó đây chứ bây giờ tóc kia còn được bơ là giờ đây ho rồi có mùa này thôi con Thúy mà nằm tốt chứ thở một mồm không mà thịt thà đã có rồi ho nữa. Con 11 con rồi.
một con đấy chắc phải mất mẹ chừng 2 cân rồi. Cá này một con mất cân dễ. Không. 2 cân đấy. Có 2 cân cũng phải cân 8 cân chứ. Cá ruột nó phải được 2 lạng con. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh con, con cá phi về nó cứ 3-4 lạng. Ủa? Không, nó gầy. Ừ, nó gầy. Nó mà nó béo 3-4 lạng. Con nhà cậu. Mấy con gà là con khai là nó giỏi nha, mình chăm rồi mà nó ăn mấy bà bệnh nha. Nó giỏi nhảy lắm. Hai con. Gì? Mua gì à? Mua gì đây? Ờ. Vô. Giờ làm sao? Làm sao không có. Chờ tí mua đi. Dạ. Ờ, đi, đi, tôi có đi cho mày lại. Xiên shipper ta. Phải tí nữa rồi. Phải 5 năm nữa. Không mẹ nhưng mà lấy không lấy đi. Cái gì ạ? Cái này cũng nhiều lấy shipper lắm nha. Bữa vừa một bộ đồ nghề. Bữa lấy mở lấy 3 triệu rưỡi xong rồi lúc sau lại tiếp tục về lấy. Tiếp một bộ. Mua lấy. Không mua nhà đâu. Này mua. Mua đi. Đang nói tiếp. Lúc sau lại thấy thấy có người điện. Lúc sau lại tiếp tục cái đi. Bộ cà lê mới lết 600 mấy cái bị đồ tin mẹ nó có giá thì giống mua đồ lớn nó rẻ tiền mà nó đâu bạn không thì không được cái mua ở ngoài mình nó thực tế thôi đồ đắt lắm bộ đồ này đắt mấy triệu một bộ cà lê mới lết mất đi cũng vậy thôi mua đồ lớn làm gì lớn mà giờ bạn không được vẫn lên được. Mấy có xuống về lại mấy đồng lấy dần dần làm cả buổi không xong cá vậy mình rửa nhanh nhanh đi rửa đi về tí nên bỏ thì nó ăn được rửa lại ai ăn này bỏ ở tủ chứ bỏ này bỏ đồng bao giờ ăn được đấy. Em là shipper nghi. Hai shipper đang đứng ngoài cổng luôn kìa. Đúng rồi, cái thằng này này. Alo. Anh này nhà chị ở đâu nữa? Alo. Đó, cái tay đang lấy càng đấy. Đây luôn này đấy. Đây mà. Thì sống quen thì có thằng ấy đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà ý là nó ship hàng, bọn ship hàng nó ship theo số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Thu. Như thằng con nhà à Hàng Thơ chứ con nhà Hàng Thơ. Không có con nó hay ship theo số đó. Con nhà Vinh Hồng. Nhà Tính nhỉ? Con nhà Vinh Hồng cũng đi ship mà con nhà Tính cũng ship. Nghe con nhà Tính nó không làm cơ khí nó bị nó. Cái thằng nào bán với thằng Giàn hay thằng nào chú quá thằng Giàn đấy cũng đi ship hết. Hàng Thơ. Thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổ bạch 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 à. Nó là thằng chú tư này nó gặp học hai người chỗ ấy. Thằng trên bát nó, thằng trên bát là trưởng đội cơ khí. Chưa cấp bằng hà á. Bảo không thấy ai nhà hết trước bàn luôn hả chứ thêm mấy tiền. Quên, mối quên. Quên mày không. Quên không cần lấy tiền. Quên quá đi không cần lấy tiền. Cái nhà hai người nhận một shipper. Bên thằng tóc à? Ai biết vậy anh đặt hàng gì TikTok à? Ừ. TikTok là vào gió hàng mua. Tích nào thì nó cũng quy về mối. Không không, tại ship TikTok gì hết. Đây là mở nó đây chứ. Bấy TikTok gì mà được. Bi đi, bơm ra. Ôi trời ơi.
về đấy là ho rồi. Có mùa này thôi. Con Thúy mà nằm tối chắc thở bằng mồm không mà. Thịt thà đã có rồi ho nữa. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh con à. Con cá phi vịt nó cứ ba bốn lạng. Ủa? Tí bố đi. Dạ. Ờ, đi, đi, tôi có đi cho mày lại. Tôi xiên shipper ta. Đi nó rồi. Phải đăng trăm nó. Con mẹ nó lấy rồi, con lấy đi. Làm cả buổi không xong cá. Đây luôn này đấy. Đây mà. Thì sống quen thì có một thằng ấy đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà ý là nó ship hàng, bọn ship hàng ship theo số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Thu. Ni thằng con nhà à Hàng Thơ chứ con nhà Hàng Thơ. Không có nó hay ship theo số đó. Con nhà Minh Thông. Con này tính hồng cũng đi ship mà con này tính không ship. Mẹ con này tính nó không làm cơ khí nó bị nó. Cái thằng nào bán thằng Giàn hay thằng nào chú quá thằng Giàn đấy cũng đi ship hết. Thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổ bạch bạch bạch. Nó là thằng chú từ này nó gặp học hai người chỗ. Thằng trên bát nó, thằng trên bát là trưởng đội cơ khí. Trưởng cấp bằng hà. Bảo không thấy ai nhà hết cho bàn luôn rồi chứ thấy mấy tiền quen mối quen quen mày không quen chưa cần lấy tiền quen quá đi không cần lấy tiền.
Cái nhà hai người nhận một shipper. Bên thằng tóc à? Ai biết vậy, anh đặt hàng như TikTok à? Ừ. TikTok là vào gió hàng mua. Tích nào thì nó cũng quy về mối. Không không, tại TikTok gì hết. Đây là mã nó đây chứ. Bây giờ TikTok gì còn được? Bơ bi đi, bơ là. Mùa này ho rồi. Ờ, mùa này ho. Con Thúy mà nằm tốt chứ thở một mồm không mà. Thịt thà đã có rồi ho nữa. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh con à? Con cá phi vịt nó cứ ba bốn lạng. Ủa? Tí bố đi. Làm cả buổi không xong cá. Thằng con nhà hàng thơ chứ con nhà hàng thơ nhà. Không nhà, có nó hay xin theo xóm đó. Con nhà bên thông.
cái thằng nào bán thằng dàn hay thằng nào chú quá thằng dàn đấy cũng bị ship đấy. Thằng mà trước mà chạy xe mà cứ nổ bạch bạch bạch. Nó là cái bằng hà bảo không thấy ai nhà hết cho bàn luôn rồi chứ thêm mấy tiền quên mối quên quên phải không quên cần lấy tiền quên quá đi không cần lấy tiền cái nhà hai người nhận một shipper bên thằng tóc à ai biết vậy anh đặt hàng gì TikTok à TikTok là vào gió hàng mua tích nào thì nó cũng quy về mối không không tăng TikTok gì hết mở nó đi chứ. Bây giờ tóc kia còn được bơ bi đi bơ là về đây ho rồi có mùa này thôi con Thúy mà nằm tối chắc thở một mồm không mà thịt thà đã có rồi ho nữa. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh con à? Con cá phi về nó cứ ba bốn lạng. Ủa? Không, nó gầy. Ừ, nó gầy. Nó mà nó màu béo ba bốn lạng. Nó mà chết. Nó khô nhà cầu. Nó cao. Mấy con gà cũng khai là nó giỏi nha. Mình chăn rồi nó ăn mấy bà bệnh nha. Nó giỏi nhảy lắm. Hai con. Đi. Chờ tí bố đi. Đi đi, tôi có đi cho mày lại. Xiên shipper ta. Phải tí nó rồi. Phải đăng năm nó. Không mẹ nhưng mà lấy không lấy đi. Cứu gì ạ? Vừa một bộ đồ nghề lấy 3 triệu rưỡi xong rồi lúc sau lại tiếp tục tiếp một bộ bỏ lấy không bán nhà đâu lại mua mua đi đang nói tiếp lúc sau lại thấy có người điện lúc sau lại tiếp tục cái đi bộ cà lê mới lết 600 mấy cái bị đồ tin mẹ nó có giá thì giống mua đồ lớn nó rẻ tiền mà nó đâu làm không thì không được cái là cái gì ở ngoài mình nó thực tế thôi bộ đồ đắt lắm bộ đồ mấy triệu một bộ cà lê mới lết mất đi cũng vậy thôi mua đồ lớn rồi mình làm rồi mà giờ vẫn không được vẫn mấy được mấy có xuống về mấy đồng lấy dần dần làm cả buổi không xong cá vậy đi rửa nhanh nhanh đi về đi nên bỏ thì mà ai mình rửa lại ai ăn thì bỏ vào tủ tôi bỏ rồi bỏ đồng rồi bao giờ ăn được đấy em là shipper nghi hai shipper đang đứng ngoài cổng luôn kìa đúng rồi cái thằng này này alo
lấy cá. Đây luôn này đấy. Đây mà. Thì sống quen thì có thằng này đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà ý là nó xếp hàng, bọn xếp hàng nó xếp theo số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà hải thu. Ừ, thằng con nhà à hàng thơ chứ con nhà hàng thơ. Không có nó hay xếp theo số đó. Con nhà Vinh Hồng. Con nhà Vinh Hồng cũng đi xếp mà con nhà Tĩnh cũng xếp. Mẹ con nhà Tĩnh nó không làm cơ khí nó bị nó. Cái thằng nào bán thì thằng dàn hay thằng nào chú quá thằng dàn đấy cũng đi xếp hết. Hàng thơ. Thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổ bạch bạch bạch. Nó là thế là thằng chú tờ này nó gặp học hai người chỗ thằng trên bát nó thằng trên bát là trưởng đội cấp bằng hạ bảo không thấy ai nhà hết trong bàn luôn rồi chưa thấy lấy tiền quên mối quên quên mày không quên không cần lấy tiền quên quá đi không cần lấy tiền cái nhà hai người nhận một shipper bên thằng tóc à. Ai biết vậy anh đặt hàng gì TikTok à? Ừ. TikTok là vào rõ hàng mua. Tích nào thì nó cũng quy về mối. Không không, tăng TikTok gì đấy. Đây là mở nó đây chứ. Bấy TikTok gì mà được không? Bi đi, bấm là. Ôi trời ơi. Giờ đây là ho rồi. Có mùa này ho. Con Thúy mà nằm tối chắc thở một nguồn không mà. Thịt thà đã có rồi ho nữa. Mấy bữa rồi đã được vậy. Trời. Công 11 con rồi. 11 con đấy chắc phải mất mẹ chừng 2 cân rồi. Cá này 1 con mất cân dễ. Không, 2 cân đấy. Có 2 cân cũng phải cân 8 cân chứ. Cá ruột nó phải được 2 lạng con. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh con. Con cá phi vịt nó cứ 3-4 lạng. Ủa? Đi bố đi. Dạ. Ờ đi đi tôi có đi cho mày lại. Tôi xin shipper ta. Đi nó rồi. Phải đăng cam nó. Không mẹ nó lấy được không lấy đi. Làm cả buổi không xong cá.
cái món này bỏ đầm rồi bao giờ ăn được đấy. Chắc em lại xích bơ nữa. Nghi hai xích bơ đang đứng ngoài cổng luôn kìa. Đúng rồi, cái thằng này này. Đây luôn này đấy. Đây mà. Thì sống quen thì có một thằng ấy đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà ý là nó xếp hàng, bọn xếp hàng xếp theo số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Phu. Mấy thằng con nhà à Hàng Thơ chứ con nhà Hàng Thơ. Không có nó hay xếp theo số đó. Con nhà Minh Thông. Cái thằng nào bán thằng già hay thằng nào chú quá thằng già đấy cũng đi ship hết. Thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổi bạch bạch. Nó là thằng chú từ này nó gặp khó khăn về chỗ. Thằng trên bát là trưởng đội cấp bằng hà. Bảo không thấy ai nhà hết cho bàn luôn rồi chứ thấy mấy tiền quen mối quen quen không quen chưa cần lấy tiền quen quá đi không cần lấy tiền. Cái nhà hai người nhận một shipper bên thằng tóc à, ai biết vậy anh đặt hàng gì TikTok à? TikTok là vào gió hàng mua tích nào thì nó cũng quy về mối không TikTok gì hết đây là mã nó đây chứ. Bây tóc kia còn bơ bì đi bơ là ôi giời ơi này đây là ho rồi có mùa này thôi. Con Thúy mà nằm tốt thở một mồm không mà thịt thà đã có rồi ho nữa. Nhưng mà ra đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh con à. Bốn cá là phi vịt nó cứ 3-4 lạng. Ủa? Chờ tí bố đi. Mua ngoài mình nó thực tế luôn, mua đồ mấy triệu, một bộ mấy triệu mà
Làm cả buổi không xong cá. Hai shipper đang đứng ngoài cổng luôn kìa. Đúng không? Cái thằng này. Alo. Alo. Cái tay đang lấy tàng đấy. Đây luôn này đấy. Đây mà. Thì sống quen thì có một thằng ấy đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà giờ nó xếp hàng, bọn xếp hàng xếp theo số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Thu. Ừ, thằng con nhà à Hàng Thơ chứ con nhà Hàng Thơ. Không có nó hay xếp theo số lắm. Con nhà Vinh Hồng. Nhà Tính nhỉ. Con nhà Vinh Hồng cũng đi xếp mà con nhà Tính cũng xếp. Mẹ con nhà Tính nó không làm cơ khí nó bị nó. Cái thằng nào bạn với thằng Giàn hay thằng nào chú quá thằng Giàn đấy cũng đi xếp hết. Thằng mà trước mà chạy xe mà cứ nổ bạch bạch bạch. Nó là sửa ô tô cho SDC nhà đấy. Nó hồi trước. Nếu mà thằng từ này nó gặp hai người chỗ. Thằng trên bát nó, thằng trên bát là trưởng đội cơ khí. Trưởng cấp bằng hà. Bảo không thấy ai nhà hết cho bàn luôn rồi chứ thêm mấy tiền. Quên, mối quên. Quên phải không? Quên chứ cần lấy tiền. Quên quá đi không cần lấy tiền. Cái nhà hai người nhận một shipper. Bên thằng tóc à? Ai biết vậy, anh đặt hàng gì TikTok à? Ừ. TikTok là vào gió hàng mua. Tích nào thì nó cũng quy về mối. Không không, tại sao TikTok gì đấy? Đây là mở nó đây chứ. Đây nè. Bây TikTok kia là một shipper. Bây là ôi giời ơi. Đấy, về đây là ho rồi. Có mùa này thôi. Con Thúy mà nằm tối chắc nó thở một mồm không mà. Thịt thà đã có rồi ho nữa. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh con à? Con cá phi về nó cứ 3-4 lạng. Ủa? Không, nó gầy. Ừ, nó gầy. Nó mà nó màu béo 3-4 lạng. Con nhà cậu, cậu cái cao. Mấy con gà, con khai nó giỏi nha. Mình chăng rồi, nó ăn mấy bao rồi nha. Nó giỏi vậy lắm. Hai con. Đi. Chào tí bố đi. Dạ. Đi đi, tôi có đi cho mày lại. Xiên shipper ta. Tại tí nó rồi. Tại đang đâm nó. Ông mẹ nhà mày không lấy đi. Cái gì vậy? Đây một người này shipper nha. Vừa một bộ đồ nghề lấy 3 triệu rưỡi xong rồi lúc sau lại tiếp tục về đây. Ship một bộ. Bỏ lấy. Không, 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 không,
lại thấy có người đẹp, lúc sau lại tiếp tục cái đi. Một bộ cà lê mới lết 600 mấy. Cái mình đổ trên mẹ nó có giá thì giống. Mua đồ lớn nó rẻ tiền mà, nó đâu. Bạn không thì không được cái mua ở ngoài mình nó thực tế thôi. Mất đi cũng vậy, thôi mua đồ dinh dưỡng làm dinh dưỡng mà rồi bạn không được vẫn lấy được. Mấy đồng này có xuống vậy lại mấy đồng được lấy dần dần. Làm cả buổi không xong cá. Bỏ vào thì nó ăn được rửa lại. Ai ăn thì bỏ vào tủ, tôi bỏ rồi bỏ đầm, bỏ rồi ăn nữa. Chắc em là shipper nghi. Hai shipper đang đứng ngoài cổng luôn kìa. Đúng rồi, cái thằng này này. Alo. Cái này nhà chị đâu nhá. Alo. Đó, cái tay đang lấy tàng đấy. Đây luôn này đấy, đây mà. Thì sống quen thì có thằng này đi giao thôi. Không biết người đâu nhưng mà ý là nó ship hàng, bọn ship hàng nó ship cho số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Thu. Ừ, thằng con nhà... À, Hàng Thơ chứ con nhà Hàng Thơ. Không, có nó hay ship theo số đó. Con nhà Kim Thông. Con nhà Kim Hồng cũng đi ship mà con nhà Tĩnh cũng ship. Mẹ con nhà Tĩnh nó không làm cơ khí nó bị nó. Cái thằng nào bán thì thằng Giàn hay thằng nào đủ quá thằng Giàn đấy cũng đi ship hết. Con nhà Hàng Thơ. Thằng mà trước mà chạy xe mà cứ nổ bạch bạch bạch. Nó là làm cái ô tô cho FDC hết nhà đấy. Nó có thằng này nó gặp hai người chỗ. Thằng Sơn Bát nó, thằng Sơn Bát là trưởng đội cơ khí. Trưởng cấp bằng hà. Bảo không thấy ai nhà hết trước bàn luôn rồi chứ thêm mấy tiền quên mỗi quên quên mày không mỗi quên không cần lấy tiền quên quá đi không cần lấy tiền cái nhà hai người nhận một shipper bên thằng tóc à ai biết vậy anh đặt hàng gì TikTok à TikTok là vào gió hàng mua tích nào thì nó cũng quy về mối không TikTok gì đấy đây là mở nó đây chứ quá. Bây giờ tóc tiên là một bơ bì đi, bơ là về đây là ho rồi. Có mùa này thôi. Con Thúy mà nằm tối chắc thở bằng mồm không mà. Thịt thà đã có rồi ho nữa. Nhưng mà sao đây nó nhỏ nhà mà cá ngoài ngoài sinh con à? Con cá phi về nó cứ ba bốn lạng. Ủa? Tí bố đi. Dạ. Ờ, đi
đi cho mày lại. Tôi xin shipper ta. Đi nó rồi. Phải đăng trăm nữa. Chạy qua chút đi, không lấy được, không lấy được. Cái gì ạ? Cái gì ship ớm nha. Vừa một bộ đồ nghề, lấy mờ lấy ba triệu rưỡi xong rồi lúc sau lại tiếp tục về lấy ship một bộ. Bỏ lấy. Không mua đâu. Mua đi. Đang nói tiếp, lúc sau lại thấy có người đẹp, lúc sau lại tiếp tục cái đi. Bộ cà lê mới lết 600 mấy ạ. Cái này đồ tiền bạc nó có giá thì giống. Mua được đó, nó rẻ tiền mà. Bạn không thì không được. Ở ngoài thì nó thực tế thôi. Bộ đồ này nó rẻ mấy triệu. Một bộ cà lê mới lết 600 mấy ạ. Mất đi cũng vậy. Thôi mua đồ tiền giống mà làm. Giống mà giờ bạn không được. Bạn mấy được. Mấy có xuống vậy lại mấy đồng lấy dần dần làm cả buổi không xong cá. Hai shipper đang đứng ngoài cổng luôn kìa. Đúng rồi, cái thằng này này. Alo. Alo. Đặt cái tay đang lấy cá đấy. Đây luôn này đấy. Đây mà. Thì sống quen thì có một thằng ấy đi ra thôi. Không biết người đâu nhưng mà ý là nó ship hàng, bọn ship hàng ship theo số. Ở đây thì nó hay là có thằng con nhà Hải Phu. Như thằng con nhà à Hàng Thơ chứ con nhà Hàng Thơ. Không có nó hay ship theo số đó. Con nhà Tín Hồng. Nhà Tín nhỉ? Con nhà Tín Hồng cũng đi ship mà con nhà Tín cũng ship. Mẹ con nhà Tín nó không làm cơ khí nó bị nó. Cái thằng nào bạn với thằng già hay thằng nào chú quá thằng già đấy cũng đi ship hết. Hàng Thơ. Thằng mà là trước mà chạy xe mà cứ nổi bạch bạch. Nó là làm cái ô tô cho SGC nhà đấy nó. Nó có thứ. Nếu mà thằng này nó gặp khó khăn chỗ. Thằng trên bát nó, thằng trên bát là trưởng đội cơ khí. Trưởng cấp bằng hạ. Bảo không thấy ai nhà hết cho bàn luôn nhỉ, chứ thêm mấy tiền. Quên, mối quên. Quên mày không. Mối quên chứ cần lấy tiền. Quên quá đi không cần lấy tiền. Cái nhà hai người nhận một shipper. Biết thằng tóc à? Ai biết vậy anh đặt hàng gì tí tóc à? Ừ. Tí tóc là vào gió hàng mua. Tí nào thì nó cũng quy về mối. Không, tí tóc gì hết. Đây là mở nó đây chứ. Bấy tóc gì còn được.